Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Samsung S24 Ultra. Thì uh, có một cái vấn đề trên cái con này mà em nghĩ là cũng có một số bác cũng có cái uh, kiểu như cái trạng thái như em ấy, đó là việc cái uh, cái nút điều hướng này này các bác. Đây này. Cái nút điều hướng ảo này này. Nó cứ nằm uh, tranh ảnh ở đây này. Đấy nó nó tạo thành một cái 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 đoạn bị 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 hụt mất ấy, bị bị uh, chiếm mất ấy các bác. Đây nó tạo thành một cái giải đây như kiểu là cái viền dưới này nó bị dày lên đấy các bác như kiểu thời con S23 Ultra ấy. đấy trên là nó cũng gây ra một cái cái cảm giác khá là khó chịu cho em thì uh, uh, các bác biết rồi thì cái hôm cái cái phím hôm bảo này mục đích để mà uh, cho các bác tìm kiếm nhanh ấy đấy gió tra cứu thông tin nhanh thì như bác ấn vào đây à, quên ấn vào đây chứ đấy các bạn ấn đây vào các quanh tròn và cái gì đấy đấy đấy. Quay tròn vào vào em thì nó không biết đó là cái gì. Đấy. Thì à mục đích của cái việc à trên S22 Ultra năm nay là có cái phím hóa bảo này mà các bác nếu như bác bình thường ấy là các bác không tắt được. Đấy để mục đích để mà cho các bác tìm kiếm nhanh như thế này này. Đấy để các bác quay tròn bác tìm kiếm nhanh như thế này này. Đấy kiểu như vậy. đấy thì à, có một số anh em sẽ không thích kiểu đấy. Thì như em cũng thế thôi, em không thích cái điều đấy và à, em đang là tìm cách để mà ẩn mất luôn cái 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 nút hôm uh, ảo này các bác nhé thì uh, có cách các bác nhé nó cũng khá là dễ thôi thì đây cái này các bác vào cái vào cái phần uh, đâu nhỉ đây. vào cái cái um, Galaxy Store này đấy vào Galaxy Store nhé Ở cái gì đây đấy và các bác tìm cái app gọi là cái app Goodlock này này Goodlock này này đấy Goodlock này Đấy và các bác tải về thì em cũng đã tải về rồi nhé và các, tiếp tục các bác vào app cái app Woodlock này và trong cái app Woodlock này đây mở ra mở ra này trong cái app Woodlock này nhé thì các bác lại tải thêm cái phần đây này cái chữ này này navista này đấy navista này đấy, cái này này cái này thì em cũng đã tải rồi các bác nhé đấy các bác tải cái app này trong cái trong cái này nhé các bác nhé thì em cũng tải rồi thì cái này thì các bác cứ tìm ở trong hai cái mục này này là nó sẽ thấy cái Navista đấy, thì các bác tải về luôn. Thế đây như em tải về rồi, thì uh, nó sẽ có hai cái phần, một là cái phần uh, nút cứng này. Nếu như các bác nào mà dùng cái phím ba cái nút phím đây thì các bác bật cái này lên. Còn em thì em không dùng, thì em em dùng cái cử chỉ vuốt này này, thì các bác bật cái này lên như bác nhé, bật cái này lên. Chọn bên chọn bên này và các bác bật này lên. Đấy. Thì khi mà bật cái này lên thì uh, các bác bật xem cái này này cái này bật được không bật được nha. Các bác cái đây hiển thị trong suốt này, đấy. Đấy thì khi đây là cái trường cái cái đầu tiên này nó là uh, cho các bác là mở lên thì nó sẽ vẫn còn cái phím home ảo này nhá, nhưng mà nó, nó 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 trong suốt cái phần màu đen đi. Đây như vị ở đây. Các bác thấy không? Nhưng nãy thì nó có phần một cái phần một cái phần viền màu đen nữa ở đây. Đây. Nhưng nãy thì nó có một cái phần phần màu đen ở đây các bác đúng không? Thì bây giờ nó mất đi rồi thì nó vẫn giữ lại cái phim ôm ảo nhưng mà nó nó làm cái 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 phần nền của cái 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 phim ôm ảo này nó ẩn đi các nhá. Đấy, đấy là cái Đấy là một cái, đấy. Thì cái này thì không các bác nào cần thì nếu như các bác nào vẫn muốn giữ cái phim phim ôm ảo này mà các bác chỉ cần ẩn cái nền đi thì các bác chỉ cần bật cái này. Đấy là xong. Còn không thì các bác tắt đi. Còn tiếp theo là các bác bật cái này lên cho em này. Bật hết cái này lên này. Bật cái này lên này. Rồi, bật cái này lên nữa này. Đấy. Thì chỗ này này cái chỗ này này là để các bác có thể tùy chỉnh được cái phím hô hợp này cái chữ trên đầu này này các bác có thể cho nó to hoặc à quên nó dài hoặc ngắn này nó dài hoặc ngắn này đấy có theo nó sẽ thay đổi theo cái này luôn đấy dài hoặc ngắn này còn cái dưới này là nó sẽ là mờ đi các bác nhá rõ hoặc mờ này đấy rõ mờ này đấy rồi ok thì cái này cũng không cần quan bác nào mà vẫn muốn giữ cái phim ảo này thì các bác các bác cho to nhỏ mờ hay rõ tùy các bác nha các bác nhé còn các bác cứ bật lên đấy con em ấy thì là em muốn ẩn hoàn toàn nó luôn thì sau khi các bác bật được như cái này, này bật cái này này bật cái này này rồi, rồi các bác quay trở lại cái cài đặt quay trở lại cái cài đặt nha các bác nhé quay trở lại cái đặt này đấy thì các bác vào cái phần màn hình màn hình Được rồi <laughs> đây thì các bác vào phần màn hình này rồi các bác vặn kéo xuống cái phần uh, thành điều hướng này đấy thì uh, sau khi các bác vào đây rồi các bác chọn cái thao tác vuốt này và các bác chọn cái tùy chọn khác này đấy cái tiêu chuẩn khác này nha các bác nhé nếu như mà các bác chưa tải cái phần mềm Navista vừa giờ tải đấy thì vào đây nó nó không có những cái này đâu nó không có những cái tùy chọn này đâu các bác phải tải cái app đấy về thì nó mới có tùy chọn này nha các bác nhé còn các bác khi các bác chưa tải về thì hoàn toàn nó không có những tùy chọn này đâu đấy thì trong này nó có cái phần gợi ý kỳ cử chỉ này này thì các bác tắt đi tắt đi đấy vậy là nó sẽ ẩn luôn cái cái thanh hướng này đi các bác nhé này này đấy, tắt đi này tắt đi này đấy nó sẽ ẩn luôn này các bác đó thấy không đấy ẩn đi nhá thì ẩn như này rồi thì các bác liệu có còn uh, chạm giữ vào nút home để mà các bác tìm kiếm nhanh được không thì vẫn được các bác nhé đây được hoàn toàn đấy các bác nhé đây các bác vẫn giữ bình thường đấy nó vẫn nó vẫn tìm kiếm cho các bác nhé đây em vào cái facebook của em này hoặc là cái gì đây đấy các bác nhé Đấy các bác vẫn giữ vào Giữ vào chỗ này Đấy thì nó vẫn tìm kiếm tranh được thôi Đấy nó vẫn tìm kiếm bình thường Không vấn đề gì cả các anh nhá Nó vẫn tìm kiếm bình thường Không vấn đề gì cả Đấy Cũng vẫn giữ vào đây thôi Chỗ này thì đang tìm kiếm rồi Không giữ được Đây Chỗ khác đây Các bạn cứ giữ vào thôi Và các bác dùng tay cũng được Dùng bút được Đấy Không cần không cần thiết phải dùng bút đâu nhé các bác nhé Đấy thì nó vẫn giữ được cái cái chức năng là tìm kiếm Và tìm kiếm nhanh và ẩn là cái điều hướng này. Nhìn nó đỡ ngứa mắt đây các bác vào ví dụ các bác vào Facebook này. Vào cái thanh và cái trang cá nhân của em này. Đấy các bác thấy không? Nó hoàn toàn mất đi rồi. Nó hoàn toàn mất đi rồi, đấy. Nhìn nó nó mới xứng đáng là một cái điện thoại mà có bốn cạnh nó đều nhau cho các bác. Chứ bây giờ mà mà nó có một cái cái nền đen nhô lên một tí ở dưới đáy này hay là có thêm cái phím ảo, phím ô hôm ảo ở đây thì nó cũng rất là 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 nhìn nó nó thật là nếu theo cái 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 nhìn của em em thấy nó ngơ mắt lắm đấy, cho nên tùy các bác thôi cái này thì có nhiều bác thì thích có phí ảo đấy còn có nhiều bác thì không thích như em thì đây là một cách để các bác có thể là ẩn hoàn toàn nó nhé hoặc là các bác có thể làm nhỏ nó mờ nó được các bác nhé rồi ok cái này thì một cái chia sẻ nhỏ nhỏ thôi hy vọng, hy vọng là nó giúp ích được bác nào mà cần thiết ok chào các bác